172 người mắc bệnh nguy hiểm vì ăn rau sống. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, bệnh viện tuyến cuối về nhiễm trùng ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đến 172 trường hợp mắc bệnh sán lá gan lớn do có thói quen ăn rau sống. Bệnh nhân đến từ 24 tỉnh thành từ Quảng Ngãi trở vào Nam, trong đó có 44 trường hợp sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tổng số các bệnh nhân kể trên có 68% số ca là nữ, với độ tuổi trung bình là 40. Trong đó có 23 ca bệnh phức tạp phải nhập viện nội trú, 2 trường hợp là thai phụ, 3 trường hợp bệnh diễn tiến nặng, nhập viện trễ, nguy cơ áp xe vỡ, cần phối hợp với chuyên khoa ngoại. Đáng chú ý, toàn bộ bệnh nhân đều có thói quen ăn rau sống. Bác sĩ cho biết, những người có thói quen ăn rau sống không rửa kỹ, sinh sống hoặc lui tới các tỉnh thành của vùng duyên hải miền Trung là đối tượng nguy cơ nhiễm bệnh sán lá gan lớn. Tuy nhiên, với 172 trường hợp bệnh sống ở nhiều tỉnh thành vừa qua, cho thấy yếu tố địa phương không còn tập trung như trước đây. Do đó, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh như sốt nhẹ, đau bụng hạ sườn phải, lan sang thượng vị hoặc sau lưng, người dân cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm máu, siêu âm bụng.